Sáng ngày 14 tháng 9, Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Tường khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Giang Bắc, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đồng chủ trì kỳ họp. Dự hội nghị có đồng chí Đàm Hữu Khanh, phó bí thư thường trực huyện ủy, tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khu vực huyện Vĩnh Tường, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các ông, bà đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 14, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhấn mạnh, kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ nghe, thảo luận, đánh giá, xem xét thông qua các tờ trình, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Vĩnh Tường, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Vĩnh Tường, thông qua các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế, Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện. Để kỳ họp lần này đảm bảo tốt các yêu cầu, mục tiêu đề ra, đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Xuân Quang đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí lực nghiên cứu sâu, thảo luận, đóng góp ý kiến xác đáng vào các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện để Hội đồng Nhân dân huyện xem xét, quyết nghị thông qua bảo đảm chất lượng, khả thi, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện trong những năm tiếp theo. Tại kỳ họp, 100% các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khẳng định. Và việc thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều công năm 2022 là rất là phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và nâng cao cái khả năng tổ chức triển khai thực hiện và đáp ứng cái yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để thực hiện các nghị quyết được thông qua, yêu cầu đặt ra đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi phải tập trung trí tuệ, năng lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, ngay sau kỳ họp, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện cần tập trung xây dựng kế hoạch, quyết liệt chỉ đạo triển khai, tăng cường hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân huyện đã thông qua đảm bảo chất lượng, hiệu quả,